xin yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe lời tôi van nài. Ngài lại thương lắng tai, nghe lời khi tôi kêu cầu lên Ngài. Tôi sẽ bước đi trước thánh nhàn Ngài, ngay trong cõi đất dành cho nhân chân. Tôi gian nan nguy khốn vì lưới với dây thân chết vây dồn. Cầu cùng Chúa Chí Tôn xin Ngài ra tay uy quyền cứu con. Tôi sẽ bước đi trước thánh nhàn Ngài, ngay trong cõi đất dành cho nhân chân. Tôi luôn tin kính Chúa, vì Chúa chính trước từ bi nhân hậu. Ngài đã cứu thoát tôi thân hèn hay ai đơn mọn săn son. Tôi sẽ bước đi trước thánh nhàn Ngài, ngay trong cõi đất dành cho nhân chân. Cho thân tôi thoát chết và mắt hết luôn lệ rơi chân rời. Ngài nhìn tôi bước đi trong miền có những tôi hiền sông liền. Tôi sẽ bước đi trước thánh nhàn Ngài, ngay trong cõi đất dành cho nhân chân. Vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Này ta sẽ đón nhận khốn cùng vì nhân thế, là ta sẽ hiến mang sống mình và sau đó sẽ trỗi dậy rạng ngời trong vinh quang. Hãy subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.